mai mốt cái like nút chính là tắt nút phụ nha. Hello hello cả nhà ơi, quý vị ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, xin hãy xe chim giùm em. Ủa nó tắt nút phụ được không ta? Hello hello hello, Quỳnh qua nút phụ tắt nút chính đi Quỳnh. Hello mọi người, hello, dạ anh chào gì? Mọi người ơi, Phạm Đức nè, Tết vui rồi, vui em ơi. Cứ gọi em làm mê chứ gì nha, ngày hôm nay em làm mê. Ngày hôm nay em đội chim bên đầu cho mọi người biết em có chim nhớ gì nha. Hello hello, Dẹp Lâm hả, Ngô Hào, lóc Ngô Hào nha, Ngô Hào nha, nha Ngô Hào nha. Nguyễn Trung Thông chào em, dạ em chào gì, chuẩn bị tắm trắng đâu gì ơi. Chuẩn bị tắm trắng đi chơi rồi này nọ nha, chào anh Lâm, dạ chào gì. Rồi chơi trò chơi rồi này nọ gì nha, nhanh tay tiêm thờ. Cầu chim vừa đủ xài đâu kìa. Bùi Mạnh Linh ơi, chưa thấy tính to nha em nha. Bữa nay bán gì vậy hả, bán tắm trắng em ơi. Anh chị em được tắm trắng, yêu Lâm hả. Ok Thiên Kỳ, chào Thiên Kỳ. Chim chưa ghê quá à, xuất sắc hả. Trời ơi, mới làm đầu 30 ngàn cái gì. Cưng quý vị. Rồi, cảm ơn gì, xin chào. Hồi đúng rồi, nó bay hồi văn não như vậy nha. Ngày hôm nay bán tắm trắng, anh chị em cần tắm trắng thì liên hệ với em trong tài liệu stream này. Nhanh tay lẹ chân, Tết về chưa tắm trắng như vậy nha. Tết về đi chơi quá, chưa tắm trắng gì ơi, mặt bụng nổi tài le hột me đây. Nhanh tay lẹ chân dùm cho em như vậy nha. Phương Văn, chào Phương Văn. Giờ bây giờ mình chơi đố câu hỏi như vậy nha. Mình cũng quỷ cái chim sẽ kêu hoài á. Ê, cách nào kêu được kêu nó không? Ê, cách nào kêu nó bay thôi được kêu không? Con quỷ cái chim này thiệt luôn á, trời ơi thiệt. Con quỷ chim nó la quá. Vẫn kêu luôn, nó vẫn kêu luôn. Thôi kệ nó kêu kệ giống gì nha. Chờ anh Lâm, chim Lâm to quá hả. Đang ngồi trong cái gì vậy, đang ngồi trong một cái mà gọi là cái hồ bơi cao cấp. Một cái hồ bơi cao cấp như gì nha. Đi qua phòng xăm gì vậy? Đi qua anh Phong xăm lưng cho xăm đi hả. Anh Phong lệnh nào. Ok, hôm nay con chim đầu, chim đầu nó bay tới bay lui gì ơi. Mùa xuân đã tràn về rồi. Bây giờ mình chơi đố câu hỏi quỷ chim em coi. Chơi đố câu hỏi nha, với điều kiện là mọi người phải share livestream lên ơi giùm cho em. Share livestream giùm cho em với mọi người ơi. Xong rồi cái tấm trắng này nọ, xong rồi cái ta nói tư vấn cho mọi người. Ai cần tấm trắng thì nhanh tay lẹ chân hãy đến với em hãy đêm này. Ok, Trần Hoài Thảo, share chim với Hoài Thảo. Share chim ủng hộ giùm cho em đi. Mở bài con chim dành khuyên cho tao nghe. À, con chim nhập bát chào màu cha. Có con chim dành khuyên nhỏ bài gì đó. Anh Thơ, Trang Thơ. Phải không Trang Thơ? Rồi, sẽ là chim cho em mọi người ơi. Và bây giờ ai mà trả lời đúng cái câu hỏi em đặt ra thì mọi người sẽ được một cái cạc cho không bắn tiền liền. Em bắn tiền, ngày hôm nay là chơi là bắn tiền liền cho tại live stream nha. Chứ không đợi gì chờ lâu nữa. Thì ngày hôm nay bán tấm trắng rất nhiều. Anh chị em được tấm trắng thì liên hệ với em trong tại live stream này. Nhanh tay lại chim, sẽ live stream. Trần Hoài Bảo, tao lóc Trần Hoài Bảo nè. Trần Hoài Bảo ơi, chuẩn bị lóc của Trần Hoài Bảo ơi. Bớt comment giùm đi. Xe chim cái gì ơi, có con chim mình khuyên nhỏ đây. Xe chim, Tâm Tâm, chào Tâm Tâm nè em ơi. Xuống chúng tàu chơi Lâm ơi hả, trời ơi có ai dưới đồ em. Hết rồi, giải trí đi mẹ ơi. Giải trí đi gì ơi. Con chim mình khuyên nhỏ, chắc cho mình ngoan ngoãn khó. Trời đã nhiều Tết ăn hột dưa nhậu quá đấy mẹ. Bụng nổi tài le luôn nào vậy ơi, ủng hộ xe chim xe ơi giùm cho em. Đập chết chim hả? Đúng rồi, em like hồi em đập chết quỷ chim liền quý vị. Xe chim, bác chào màu, chào bác. Chim gặp cô Sơn Ca, chào cô. Chim gặp anh Chích Chòe, chào anh. Chim gặp chị Sao Nâu, chào chị. Có con chim dành khuyên nhỏ, dân trong thật ngoan ngoan quá. Vô đông đông quý vị, vô đông đông đi đố vui nè nè. Vô đông đông cho em. Phạm Nhung, chào Phạm Nhung, Phong Hồ, chào Phong Hồ. Mai Đại, rồi em thấy gì rồi, xe chim sơ giùm em. Lẹ lẹ lẹ. Quỷ cá chim hát hoài, bắt nhà đi. Để em giết con chim kìa.
Rồi em đã giết con chim rồi, em đã giết con chim rồi. Con chim nó hết kêu chú vị, nó hết kêu chứ mọi người ơi. Thì bây giờ mọi người share chim cho em nha. Và những cái phần quà thì ngày hôm nay bắn tiền là tặng hai chim mày luôn. Xe live stream nào mọi người ơi, đúng rồi, thì bây giờ em bắn tiền tại live stream này luôn luôn nha quý vị nha. Bây giờ em đố quý vị nha, em đố gì chứ điều kiện là mọi người phải xe live stream cho em. Một người ở đây kiểm tra chia sẻ giùm anh chứ. Uống cái gì vậy Lâm hả? Dạng này thuộc dạng như là tăng lực đó chị, như là tăng lực đó. Dù khi mà mình mệt mỏi, khi mà mình bị choáng váng, khi mình buồn nôn thì lập tức mình uống vô thì mình sẽ sung sức lên nha. Đúng rồi, xe nhiệt tình giùm cho em, xe nhiệt tình xin nhiệt tè giùm cho em nha chị nha. Lẹ lẹ xe chim xe ơi dùm chém, hello Lâm, em đố vậy nha, em đố vậy nha. Làm cái gì mà một người làm hai người mệt, hai ba người mệt. Một người làm hai ba người mệt nha chị nha, một người làm hai ba người mệt. Anh Lâm dễ thương hả, cảm ơn. Xe chim xe ơi dùm chém, ngày hôm nay Lâm chấm trắng. Ngày hôm nay ai còn tấm trắng, con này con chim. Mà con quỷ chim nó la quá gì không, chim nó la quá, trời la luôn. Thấy em rồi, dạ thấy vậy rồi. Trời đất ơi, ủng hộ giùm cho em gì nha, lẹ đi anh. Em đố gì mà phải xe live stream cho em nha, phải xe live stream giùm cho em. Em đố gì, cái gì mà một người làm mà hai ba người mệt. Một người làm mà hai ba người mệt nha, béo lu béo lăn nè, béo lú béo lăn nè. Anh Lâm dễ thương hả, dễ thương thì xe chim ủng hộ giùm cho anh Lâm đi em ơi. Nhanh tay lại chân xe chim. Cái bể bơi anh có bán không, bán không em nha. Bể bơi nhiêu tiền Quỳnh? 300 ngàn, bán 300 ngàn lô ship tận nơi. Cái chim cái tôm, dạng chim của em cái gì nha. Để cho mọi người biết là chứng minh người thấy là em có chim. Trời chị Ngọc Lan, chào chị Ngọc Lan của em nè, chị khỏe không chị ơi ơi. Chim như cái tô hả, cảm ơn quý vị ủng hộ giùm cho em. Việc quý ơi, tao like nãy giờ làm biến sai. Làm biến sai, em đố gì một cái gì nha, làm cái gì mà một người làm hai ba người mệt. Làm gái, ê, 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 ê. Quỷ nào kêu làm gái vậy má. Làm biến sai này nha, sai, 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 sai. Bắn tiền liền, em là ngày hôm nay em chơi bắn tiền, tiền lại tại livestream liền nha. Em bắn tiền tại livestream. Anh Lâm tham gia nhanh chớp không hả? Trời ơi, nhanh như chớp là anh quán quân hai mùa rồi em. Bây giờ mà tổ chức cái là chắc chắn có anh rồi. Quốc Thiện ok, ngâm nước mát cho anh. Trời ơi, tao lát hồi trúng gió thế Hà Nội tôi luôn nèo như vậy. Là đúng rồi, cái gì không, làm biến sai, làm biến sai cái gì nha. Làm cái gì mà hai ba người mệt. Làm cái gì mà hai ba người mệt. Mình làm biến là một mình mệt thôi đúng không? Mình làm biến là một mình mệt thôi chứ mắc gì hai ba người mệt. Che cặp vú lại em ơi hả? Ê hà không phải làm gì, tập cái gì em lộn cái gì nha, tập cái gì mà hai ba người mệt, tập cái gì mà hai ba người mệt cái gì nha, tập cái gì em lộn câu đố, lộn câu đố lỗi, tập cái gì mà hai ba người mệt, tập cái gì mà hai ba người mệt nha, mở chim lên cho nó la nè, tập cái gì, tập cái gì mà hai ba người mệt, tập cái gì mà hai ba người mệt mấy má ơi, tập cái gì làm lộn làm gái, mấy má bớt làm gái giùm tôi nha. Tập cái gì, làm tiền, làm thơ, sai, tập cái gì mà hai ba người mệt. Tập cái gì mà hai ba người mệt, bớt làm gái giùm tôi. Tập cái gì mà hai ba người mệt. Tập cái gì mà hai ba người mệt, mấy mẹ ơi, comment giùm cho em. Làm chim, quỷ làm chim hoài vậy. Mọi người ơi, xe chim sơ giùm cho em, anh Dương Lâm Đồng Nai, cảm ơn gì đó nhiều. Tập cái gì mà hai ba người mệt nè, ủng hộ giùm cho em. Tập thể dục sai nè, tập phim nè, sai nè, tập cái gì mà hai ba người mệt nha. Tập tạ sai nè. Tập thể sai, tập ơ sai, tập tạ sai, tập bơi sai. Triệu Long, chào Triệu Long nè. Triệu Long khỏe không? Tập sự sai, tập cái gì mà hai ba người mệt chứ gì nha. Trời ơi mệt lắm, tập này cực lắm cái gì, tập mà hai ba bốn người mệt luôn, hai ba bốn năm sáu người mệt luôn, có thể là bảy tám người mệt luôn, bảy tám người mệt luôn. Tập cái gì mà hai ba người mệt, bốn năm sáu người mệt luôn. Quan vui vẻ, tập đánh sai, tập làm văn sai, phải xe chim giùm cho em nha. Đây có con chim đây, phải xe chim giùm cho em được chơi trò chơi này. Và ai mà trúng thì em sẽ bắn tiền liền tay. Thì tao nói đầu năm đầu tháng em chỉ bắn tiền liền tay, em không có đợi mà tao inbox in chat gì hết trơn trời. Chỉ cần trúng một cái là tao nói inbox liền tao lâu, bắn tiền liền tay. Tập nhảy dây, con chim la mệt quá hả. Trời ơi cho mọi người xe chim cho em, bây giờ mọi người không xe chim làm để con chim nó la hoài tới sáng như vậy nha. Tập thể dục sai, quỷ là kêu tập bú. Ê, tập bú gì má, quỷ xàm. Tập nói sai, tập phim sai, tập mama sai, tập múa sai. Rồi đúng rồi nè, chim đào nè. Game. Tập làm văn, bắn quỷ chim. Giải thích. Quỳnh ơi chuẩn bị nè Quỳnh ơi. Bắn tiền nè. Ủa đào ơi, mày xe lên chim vô đào. Mày xe lên chim như vậy.
Tập gì mà hai ba người mệt cho chị nha, đó chính là tập làm văn. Mọi người ơi, nếu như mà mọi người học cấp 1, cấp 2, cấp 3, mỗi khi mà cái con nhỏ nào làm tập làm văn giỏi đó thì mọi người đều liếc qua, thì chúng ta đều liếc chèn như vậy nha. Liếc chèn chưa chia sẻ hả? Đào ơi, mày chưa chia sẻ luôn Đào ơi. Mày chưa chia sẻ luôn, nhưng mà bây giờ mày chia sẻ tao đây, tao tặng mày 50.000 bắn liền tay. Lẹ đi con Đào mắt. Tập làm văn như vậy nha, ngày xưa cặp dê tập làm văn rất là nhiều luôn, mà mỗi khi mình tập làm văn mà nhỏ là giỏi đó thì mình sẽ liếc qua. Thì bà cô trên này bà sẽ dòm xuống, bà cũng mệt theo như vậy nha, bà cũng mệt theo. Và khi mà tập làm văn mà đem về thì bà cô bà sẽ chấm, bà cũng rất là mệt như vậy nha. Ví dụ nhiều khi bà chấm xong bà mệt mỏi, bà hành chồng bà thì lập tức bán chín người mệt như vậy nha, đúng rồi. Kim Đào Mập đã trả lời đúng, tập làm văn, đúng rồi. Chơi cái mì không kìa hả? Xe chim xe ơi giùm cho em xe rồi hả? Đào đưa số điện thoại bắn tiền liền tay. Bắt con chim được không anh? Rồi bây giờ mọi người không xe chim cho em để cái con chim mà tới mai luôn. Chim mua đâu đẹp vậy em, chim mua ngoài chợ vậy? Thì giờ mọi người em để chim về cho mọi người biết là mọi người phải xe chim ủng hộ giùm cho em. Ngồi đó lạnh không? Không biết lạnh không mà ngồi đây lát trúng gió là nhận gì nha. Ok Hương Lê, trời đất ơi Phương ơi. Dạ ngày hôm nay bán tấm trắng cái gì nha anh chị em, mà còn tấm trắng thì liên hệ và live stream giùm cho em nhanh tay lẹ chân giùm cho em đi mọi người vậy. Bắn cạp cho em đi. Đào ơi đưa số điện thoại bắn tiền liền. Đào ơi đưa số điện thoại là bắn tiền liền cho em. Tập nói cũng mệt hả? Trời ơi, tập nói là một người nói thêm ơi, tập làm văn em ơi. Trời ơi, tôi ra câu đố tôi tự. Idol chợ tình hả? Trời ơi, bà phim bà chị Năm Thư sắp ra nên gì nha. Em là ta nói là Lâm Lý Lắc ở chợ tình. Xe chim là phải có con chim. Coi chừng nhiễm nước không sao đâu gì, em trâu bò lắm gì ơi, em trâu bò lắm. Kim Đào ơi. Có chưa? Đem đây bắn tiền cho tao coi luôn đi. Con quỷ Đào tao bắn liền cho mày nha, tao đi xì cho mày 50.000 liền tay nha. Thì bây giờ ai trả lời đúng là bên em bắn tiền liền. Ngày hôm nay là chơi bắn tiền liền không chị nha. Ví dụ nhiều chỗ khác không bắn tiền liền chứ gì. Rồi chưa? Lạnh teo chim hả? Đúng rồi, lạnh teo chim hả má nha, đây. Từ. Bây chừng nó thấy mật khẩu nó hack phê, nó hack tài khoản hết mẹ nha. Giờ 50.000 chưa? Đã nạp tiền thành công 50.000 cho thứ điện thoại này rồi đó. Rồi con quỷ Đào nha, mày nhận được mày báo tao khen nè. Rồi Đào ơi, Đào Mập ơi, nhận được báo cho anh Lâm liền nha. Anh trai Dương Lâm ơi, em thần tượng anh của em hả? Trời ơi, phải thần tượng em chứ gì, em dễ thương muốn chết luôn cái gì. Chào em Dương Lâm Đồng Nai. Đầu năm được đi xì hả? Trời ơi, Đào ơi, cuộc đời mày làm phiền tao Đào. Nó dẫn mày đi diễn con này nọ, mày ăn quá ăn, mày phá hoại, tao nói tiền tài kinh tế tao. Đạt Đào ơi, nhận được báo anh Lâm nè, Đào ơi, nhận được báo anh Lâm nha, Đào ơi, rất là nhiều câu đố ngày hôm nay. Nhận được rồi á. Gì? Ủa sao nó không comment lên đây mà comment nào ạ? Có, comment đó. Chưa thấy Đào ơi, tao chưa thấy comment nhiều quá Đào ơi. 300 có luôn, trời ơi, chơi càng ngày càng lớn như vậy nha, chơi càng ngày càng lớn. Thì bây giờ anh chị em nào thương em, ủng hộ giùm cho em như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân gửi chim cho tôi hả? Trời con chim của người ta mà gửi qua cái gì, Triệu Long ơi, Triệu Long hỡi. Anh có lạnh không? Trời lạnh lắm quý vị ơi, lạnh. Ta nói, nay bán như vậy, ngày nay bán tấm trắng, ai em skin như vậy nha. Chết chim chết hả? Muối anh, mất muối dù gì ơi, mất muối rồi. Tội nghiệp ảnh bán hả? Không quý vị, trời bán không có tâm, em làm em vui vậy, niềm vui của em vậy, niềm vui của em nha mọi người ơi. Thấy em không, thấy quý vị rồi. Bây giờ sẽ đối với câu hỏi tiếp theo như vậy nha. Rồi tắt ồn ào nè. Bây là chia sẻ live stream mới được nha, chia sẻ live stream mới được. Em đố quý vị nha. Trước khi mà bị tra tấn thì cái người tra tấn mình sẽ nói cái gì nha. Ví dụ trước khi mà mình bị bắt đi, ví dụ trước khi mà bị tra tấn thì người tra tấn mình sẽ nói với mình cái gì, với điều kiện là phải xe chim cho em nha. Trước khi mà bị tra tấn thì người tra tấn mình sẽ nói cái gì nha, nhớ câu hỏi nha, ủng hộ giùm cho em. Cởi đầu đi anh, từ từ. Anh buồn ngủ chưa? Sao buồn ngủ được em? Trời ơi, live stream sao buồn ngủ được em ơi. Trời ơi, Kim Đào dễ sợ, Kim Đào ơi. Kim Đào chơi tiếp đi. Rồi, đốt rồi, lì xì cho em đi. Rồi, xe chim xe ơi, giùm cho em lì xì. Và trong khi chờ đợi, em sẽ tắm trắng, em live stream như vậy nha. Nhà em xây xong rồi vậy, nhà em xây xong rồi. Ăn Tết vui không anh? Cũng không vui lắm em nha. Cũng không vui lắm em ơi. Khai không? Sai. Khai không? Sai. Trước khi mà tra tấn mình, ai cũng bị tra tấn. Em đảm bảo gì trong đào cuộc đời ai cũng bị tra tấn. Nhưng mà trước khi mà dấu hiệu mà tra tấn là mình biết cái gì? Đó, nên người ta, cái người tra tấn mình sẽ nói cái gì? Chết mẹ với tao sai. Chặn Thanh Tuyền giùm anh đi em ơi. Khai mau sai.
đầu hàng sư khoan hồng sai, khai mau sai. Nói bằng cái mỏ không không, nói câu gì đó, nói câu gì, đặt nè sai, thích hông sai. Nói là cường chặn là cường du luôn kìa. Tất đã thôi, từ từ kéo lên đi, tha nó một lần đi, cũng nhỏ gì đâu, một comment lần nữa tao lóc. Nói bằng cái miệng sai, mày có chịu khai sai, đặt chết sai. Maria sai sai, phải xe chim cho em nha, phải lấy đồ nghề ra hả sai. Nói bằng cái miệng sai, mạnh lên mày tên gì sai luôn. Trước khi mà tra tấn mình thì đó, thôi bây giờ nói dễ hơn nè, trước khi mà cái thằng hàng xóm mình tra tấn mình thì nó sẽ nói câu gì, trời đất ơi. Trước khi còn nguyện vọng thì chưa làm sai, đánh nhau trước nhà em bữa có sao không, dạ chết rồi chị. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sai, nói bằng miệng sai, đi thanh thản nha em sai, chọn kiểu gì sai. Nói tao bắt mày nhé sai, người đâu sai. Trước khi mà hàng xóm, trước khi mà bị tra tấn thì người tra tấn mình sẽ nói cái gì? Mày có em gái hay chị gái sai, người ta cầu mày chết rồi sai. Em muốn trăn trối điều gì không sai, hăm dọa sai, con diều muốn nói không sai, ý mày sao sai, mày hả bưởi sai luôn. Trước khi tra tấn nha, tết này hay bị tra tấn nè, mở dùm cái. Nói là chỗ mày ở đâu sai như vậy nha, cho mày chết nè, sai, tao chuẩn bị tra tấn. Trời đất ơi, chị Phương Trâm nè, chị Phương Trâm, chị mê hay sao chị Phương Trâm, tết đứa nào rồi mà khỏe chứ bà nội. Coi chừng sai, ý mày sao sai, coi chừng to hoài hạ sai, mày muốn gì sai. Trước khi tra tấn mình thì cái thằng tra tấn mình sẽ nói cái gì, em đố vậy? Không ai cứu mày đâu sai, giờ mày sao là sai. Mày câm sai, mày chết với ông sai, xe chim giùm cho em nha. Chết mày chưa cho mày chừa sai luôn, Võ Tấn Phát. Trời ơi, bây giờ Tấn Phát mở chim lên. Rồi xe chim ủng hộ giùm cho em gì nha, trước khi mà tra tấn thì cái thằng tra tấn mình sẽ nói với mình cái gì, lấy chồng chưa sai, mày muốn gì sai. Em hả sai luôn má, đúng rồi, hay quá nè, trời nó giỏi quá nè. Ghim alo 1234 tắt quỷ chim. Quý vị có nghe thằng hàng xóm cho mình không, mỗi lần nó bật karaoke đó, alo 1234 là em biết nguyên cả ngày là bị tra tấn vậy, là em biết cả một ngày là em bị tra tấn rồi. Cái câu đó chính là alo 1234 alo, đúng không? Nguyễn Hữu Quang, kiểm tra Nguyễn Hữu Quang chưa bắn nó 50.000 ngày mai chia sẻ, phải chia sẻ trước nha. Bị tra tấn hoài chứ là... Thấy không quý vị, trời em đố cái gì là hợp lý cái đó nha quý vị nha. Trước khi mà bị tra tấn, cái thằng hàng xóm sẽ nói alo 1234 alo. Trời ơi, tôi phải chi nó hay không nói gì. Nó hát dở như hạch, nó hát muốn ói luôn gì đó quý vị. Mày muốn tra tấn kiểu gì đó, alo 1234 alo Nguyễn Hữu Quang, kiểm tra Nguyễn Hữu Quang giùm cho anh tôi chia sẻ chưa đó. Trời đất ơi, alo 1234 alo em biết mà em không nói hả, mày xạo quá đào ơi, mày xạo sự. Rồi xe chim sơ giùm cho em gì nha, vậy mà không ghim hả, tự tôi thấy thì chết liền đó má. Thằng Nguyễn Hữu Quang là trả lời đúng với nhau gì nha. Nhanh tay lại chân xe chim. Nguyễn Hữu Quang để số điện thoại giùm cho anh Lâm nè, để số thoại làm bắn tiền cái cạch qua giùm luôn nè em ơi. Tóc ô quạ liêu liêu, kệ tôi đi, chịu kệ tôi đi mấy má, kệ tôi đi. Nhà em thường tra tấn người ta không, em rất là tra tấn người ta, nhưng mà cái câu của em là mọi người ơi, chứ phải là 1234 nhau gì nha, mọi người có không, thôi tặng nó luôn đi. Nguyễn Hữu Quang để số thoại giùm anh Lâm, Lâm bắn điện thoại luôn, bắn tiền điện thoại kìa. Nguyễn Hữu Quang nó có comment này kìa, Nguyễn Hữu Quang chia sẻ giùm cho anh Lâm đi. Nguyễn Hữu Quang, hàng xóm em chắc quê lắm hả, không có được chị ơi. Trời đất ơi, hàng xóm em lì lắm quý vị ơi. Trời đất ơi, nó hát tối ngày, nó hát sáng đêm, nó không cho em ngủ như vậy nha. Đối dòng sản phẩm nấm trắng này em phải like trong đây gì ơi, bởi sao nó rất là dơ như vậy nha, đây nó nhìn nó rất là đen đúa như vậy nha, nhưng mà lát mà mở ra cái là hú hồn má, rất là trắng. Thì đây dòng sản phẩm nấm trắng AE Skin thì chưa gì dòng nấm trắng cực kỳ ok đây, 0928 quay đây cho người ta coi luôn đi. Thấy anh là vui hả, trời đất ơi, thấy em là vui như vậy nha. Đó, em để con chim ở đầu là mọi người, xe chim xe ơi giùm cho em đi mọi người ơi, xe chim xe ơi ủng hộ giùm cho em. 28044873 Nguyễn Hữu Quang mà nó vô cái em báo cho anh em nha, báo cho anh liền nha cưng. Từ từ
đi cho mày. 50.000 nha. Nguyễn Hữu Quang nhận được báo cho anh Lâm liền nha em trai. Trời ơi, tôi bắn liền đó má nha. Bắn liền tay, livestream nào của tôi cũng bắn tiền hết trơn trời má. À, Vietcombank. Đạt, đéo em mày. Nó đâu vô ta. Lại. Nó đúng số điện thoại không vậy má Nguyễn Hữu Quang? Không phải, bên đây bấm lại thiếu nè. Thằng Nguyễn Hữu Quang này thiệt tình luôn đó nha nha. Rồi nạp tiền thành công rồi nha. Rồi nạp tiền thành công nha, rồi quay lại anh đi. Nhận được tiền báo nha bạn ơi. À, suốt ngày tấm tài kệ tao đi tấm tài. À, lắp nha, chuẩn bị lắp bớt nha. Nguyễn Hữu Quang ơi, à, được em báo giùm cho anh nha. Cảm ơn quý vị, nhanh tay lẹ chim cho chị nha, lắp đây. Đang coi hội ngộ danh ngày hả béo? Ủa sao không lấy cái điện thoại khác lắp bớt? Rồi kia đâu? Tôi để ý có anh bạn kia trả lời đúng, em thề cái gì là không bao giờ quý vị điện hỏi Hữu Quang em mệt quá, gì ơi làm xong nhiều lòng cái gì em mệt quá. Có ai đánh bài chưa? Chưa nha, chưa ai qua đánh bài em nha. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha, cảm ơn mọi người. Thì giờ mọi người xe chim xe ơ dùm cho em, có con chim đầu em mọi người xe chim. Anh dùng như vậy để là dòng tắm trắng skin như vậy nha. Thì cái chai nó như thế này như vậy nha, thì cái chai nó là cái hộp như thế này. Thì bây giờ em mở ra cho quý vị coi, lấy cái hộp mới đi để cho người ta thấy cái hộp mới. Nhận được rồi ha, Lộc cái bắp xào này, bắp ơi. Chặn này đi, chặn bớt đi. Chặn lên tại đây luôn đi Quỳnh. Ok, em nói con hàng xóm hay không quý vị ơi, phải nói là 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4. Alo, cảm ơn anh nha, Nguyễn Quang Dũng chạy rồi đúng không? Con chim anh đầu, để chi vậy, để một người xe chim sơ ơ như vậy nha. Cảm ơn quý vị, kiếm một người 2 triệu liên hệ mình hả? Nguyễn Sally làm gái hay gì ngày 2 triệu má. À, dạ cái này cực kỳ trắng vậy nha, xài cực kỳ ok. Đúng rồi. Mở chim đầu nhìn cái, mở chim đi. Chơi nữa không, chơi nữa không? À, thì bây giờ mọi người ủng hộ giùm cho em, nhận được sản phẩm dùng được tuyệt vời lắm hả? Tắm con vịt ha, ok vậy, nhanh tay lại chân đố tiếp đi hả? Rồi bây giờ trong khi mà em thoa lên người em, thì em sẽ chuẩn bị đố tiếp, anh chị em nào cần thì để số điện thoại giùm cho em. Thì cái sản phẩm này tuy nó hơi đen như gì nha, sản phẩm mang tên AE Skin. Thì cái dòng tắm trắng này làm từ than hoạt tính như gì nha, rất là trắng luôn. Anh chị em nào mà đen bẩm sinh hoặc là Tết chúng ta đi Vũng Tàu, Vũng Ơn này nọ, thì chúng ta cần tắm trắng thì nhanh tay lại chân đến với livestream của em như gì nha. Cảm ơn, chơi nữa anh ơi hả, cảm ơn quý vị. Chặn thằng Thương Phạm thì mạnh luôn. Nè. Chơi nữa quý vị, đấu nữa quý vị. Đấu được không, đấu được không? Ồ đào ơi mày bớt dữ giùm tao, đào ơi mày bớt khùng nha đào ơi. À, hello hả, xem có chuyện gì, cảm ơn quý vị. Nhanh tay lại chân xe live stream cho em như vậy nha. Tắm xong dẫn cái này cực kỳ trắng như vậy nha. Đây dòng sản phẩm em like rất là nhiều. Thì cái dòng sản phẩm này trắng cực kỳ luôn. Và anh chị em nào Tết chứ nào mà cần sản phẩm tắm trắng thì nhanh tay lại chân. Thì cái một cái chai này là 490.000 một chai như vậy nha. Ai mua thì liên hệ Mạnh Linh Bùi. Mạnh Linh Bùi ơi, comment cho Mạnh Linh nè. Rồi ghim lại. Chim kêu quá hả? Chim kêu quá, quý vị nghe rõ không vậy? Quý vị nghe rõ không? Anh Lâm Đồng Nai hả? Cảm ơn quý vị. Đố hả? Trả lời hết từ từ đi má. À, múc tiếp đi chị hả? Cảm ơn quý vị. Trời ơi, con là vô tôi lóc hết nha. Nửa đi Lâm ơi hả? Vui đúng không quý vị? Trời ơi, có ai mà vui nha quý vị? Rồi tiếp cho anh yêu, ok vậy đem tắm từ từ như vậy nha. Đem thoa lên ngực, gạt mình lưng quên. Ai mua hàng để số điện thoại giùm cho em gì nha. Tết nữa nào rồi thì mình cần cái sản phẩm mà cần tấm trắng này nọ thì nhanh tay lại chim giùm cho em. Và nhớ xe chim xe ơ giùm cho em gì nha, xe chim xe ơ giùm cho em. Thì cái này cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Và điều đặc biệt là cái này có thể xoa lên trên mặt được như vậy nha. Ví dụ nhiều khi mặt mình đen quá đi Vũng Tàu lắm nơi này nọ mà ta nói nắng mà nó chiếu trong mặt chúng ta làm da ta sạm, da ta nám, thì mọi người nhanh tay lại chân hãy đến cái dòng sản phẩm giùm cho em, cực kỳ trắng và cực kỳ ok luôn. Nhanh tay lại chân thấy con chim lên đầu là mọi người phải nhớ trên đầu, trong đầu là mọi người phải xe chim ủng hộ giùm cho em như vậy nha. Nhanh tay lại chân đi mọi người ơi. Rồi xoa lên giùm cho em nè mấy mẹ. Mình xích chừng 15-20 phút là mình mở ra thì lập tức một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mềm màng.
nhanh tay lẹ chân nhau gì nha, ủng hộ giùm em 490.000 một chai như thế này. Thì cái chai bình thường rất là đẹp, thì em sẽ mở cái nắp ra. Đây cái chai nó như thế này, em mở cái nắp ra để cho làm thật là nhanh như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân với dòng sản phẩm này, em phải tắm cái toilet bởi sao? Mình phải tắm rửa sạch sẽ như vậy nha, để làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mềm. Mình hay xoa lên mặt được luôn. Thì 15 phút sau xoa lên mặt cho mọi người thấy độ trắng của nó như thế nào và cực kỳ an toàn và cực kỳ ok cho da như vậy nha. Thì chai là 490.000, 4 chai là 1.470.000 đúng không? 1.470.000. Khi mà mọi người mua bộ thì bên em sẽ tặng cho gì một chai tẩy tế bào chết cho gì nha. Nhanh toa lẹ chân đi mọi người ơi. Liên tắm với bà không? Vui không con, vui không con? Trời ơi, còn cái nghề của em vui lắm vậy, nói cái nghề mà nó cưng dễ sợ vậy. Ủng hộ giùm cho em, ai mua hàng để số điện thoại giùm cho em gì nha. Lát mình tắm ra thì cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Cứ để số điện thoại giùm cho bên em. Thì bên em sẽ alo cũng như tư vấn cho gì, mình sẽ xoa lên mặt để chừng 15-20 phút. Đó, trong khi mà đó. Dạ, phù hợp cho tất cả mọi lời gian mọi người ơi, nam nữ đều sử dụng được hết nha cả nhà. Dạ, kem body là 490.000 một chai nha cả nhà ơi. Body là 490.000 một chai, thì nó còn 4 loại như thế này, cái gì nha, 4 loại như thế này. Thì cái chai này body ban đêm và chai body ban ngày, thì mình kết hợp giùm cho em cái gì nha, cái là tắm hàng ngày, còn cái là tắm trắng một lần. Và tắm trắng hàng ngày, tắm trắng ban đêm và tắm trắng body ban đêm, body ban ngày là cách dưỡng da chậm. Thì cái này cái thành phần rất là tốt, không có hại da gì nha, không chăm chích, không gây ngứa. Thì anh chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho em, nhanh tay đi mọi người rồi gạt mình lần, anh đọc mình lần đi. Dạ cả nhà mình đặt hàng chứ không anh bói cho anh Mạnh lên mùi giúp em nha cả nhà ơi. 490.000 một chai nha mấy chị nha. 490.000 nha chị nha, ok. Biết rồi hả chị, con quỷ chim nó la quá gì đúng không? Con quỷ chim nó la quá, chào anh Lâm Đồng Nai, cảm ơn mọi người. Thì bây giờ đúng không, đúng không? Dạ một chai là mình sử dụng được 2 tháng, một tuần sử dụng giúp em 2 lần nha mấy chị nha. Bà chim bà la làm, con quỷ chim cái miệng sao bằng em vậy, con quỷ chim miệng sao bằng em. Dạ năm mới chưa phát tài anh ơi, chưa phát tài, năm nay năm tam tài của em gì ơi, nghe không rõ hả, trời đất ơi, cái miệng em dèm nghe không rõ vậy. Mới mua cái phao gì ơi, ví dụ mình tắm cái này là mình cần cái phao, bởi sao non trần, ok, tiếp cho anh hả, tiếp cho miếng nước đây. Dạ cả nhà mình, anh bói trực tiếp cho mình lên bùi giúp em nha cả nhà. Ê con quỷ nào duyên quá vậy, chim kêu nghe rầu chết mẹ, chim kêu hoài chết mẹ nha, chim quỷ nào comment như vậy, trời ơi, nhỏ duyên nha, 2 triệu liền. 490.000 một chai nha mấy chị nha, kem body cũng 490.000 một chai nha cả nhà ơi. Một bộ là 1.470.000 cả nhà mình được tặng một chai tẩy tế bào chết nha. Da ngâm thì xài loại nào, da ngâm thì nên xài loại này dùm cho em tết nếu nào. Mà anh chị em nào mà đi biển đi đó, mà cần cái loại tắm trắng thì nhanh tay lẹ chim xe lại chim cho em. Cái điều đặc biệt là cái này thay tắm mặt như vậy nha, tắm mặt cũng được luôn, mình so lên mặt của mình như vậy nha, cái này chỉ tư vấn thôi. Còn nếu ai mua hàng thì liên hệ mạnh lên bùi dùm cho em như vậy nha. Chim kêu cái đầu chết mẹ, chim kêu quà chết mẹ nha chim. Đúng nữa đi Lâm ơi, cảm ơn quý vị. Trời đất ơi, cái chương trình hài hước nha chị nha. Trời ơi, gần tới tối nay đem lại gì, bớt chữ bớt rủa giùm cho em vậy. Chương trình hài hước, chương trình dễ thương, chương trình vui nhộn như vậy nha. Cho em ổ chim mới được không, được em ơi. Kêu tên rồi, ok, kêu tên em đặt hả, ok, Phạm Song Ngư. Anh chị em nào mua hàng cứ để số điện thoại giùm cho em, hoặc là anh bóc cho Bùi Mạnh Linh giùm cho em gì nha, không hề bắt nắng. Dạ, một chai là mình sử dụng được 2 tháng nha cả nhà ơi. Không những tắm body mình có thể tắm lục mặt nha mấy chị nha. Nam nữ đều sử dụng được hết luôn cả nhà ơi. Một bộ là gồm là 2 chai kem body ban đêm và ban ngày và chai tắm, 2 chai tắm trắng nha mấy chị nha. Em đố quý vị nha. Em đố quý vị, nước gì ồn ào nhất cho chị nha? Nước gì ồn ào nhất? Ngụ nghe nước là ồn ào liền quý vị. Nghe cái nước là ồn ào liền nha, mà phải xe livestream cho em nha, phải xe livestream giùm cho em. Bỏ chặn Khương Phạm đi hả? Không, comment còn đâu, chặn hết. Không có chặn. Ơi giò xe tắm được không ạ? Tấm này sẽ lớn. Sao kỳ vậy? Cái đó không biết mở lúc nào. Kỳ vậy? Chưa ghé hỏi qua đi. Trời ơi, muốn vào xe anh giờ biết tấm là sao vậy? Dạ, một chai là 490.000 tắm trắng nha mấy chị nha. Tắm trắng một bước và sữa tắm trắng hàng ngày là cực kỳ trắng với da mình luôn. Đây là sản phẩm Hàn Quốc 100% nha mấy chị ơi. Để cho mình đặt hàng chỉ cần inbox trực tiếp cho em Bùi Mạnh Linh giùm em, hoặc là để lại số điện thoại trên đây nha. Rồi ai mua hàng liên hệ trực tiếp cho Bùi Mạnh Linh giùm cho em vậy nha. Nước đá size luôn quý vị ơi. Em đố gì nước gì ồn ào nhất cho chị nha. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em chị nha. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em. Mà phải nhớ xe lại chim cho em nha chị nha. Rồi kiểm tra qua hạ giùm cho Lâm kìa. Chị Nhan Hồng này chị mua nè, chưa sử dụng hết một chai mà tắm trắng. Trắng đúng không chị? Trời ơi trắng là mê liền nha mấy chị nha. Hoài Hạ, kiểm tra Hoài Hạ cho anh đi. Đạt Hoài Hạ Đạt ơi. Phải chia sẻ trước nha. Có không? Giờ cái phút giùm anh đây, giờ phút giùm anh là phải chia sẻ trước nha. Hoài Hạ, Hoài Hạ, Hoài Hạ nha, Hoài Hạ ơi.
cái bông mai màu vàng. Bông mai màu vàng. Hoài Hạ đúng rồi, Hoài Hạ phải xe live stream trước cho Hoài Hạ nha. Hoài Hạ hai chiếc qua. Chiếc đây qua hai chiếc đầu. Hoài Hạ đã coi bà xe live stream chưa bà đợi. Bà phải xe live stream rồi tôi mới tặng cho bà nha bà đợi nha. Rồi nhanh tay lẹ chân nha chị nha, cảm ơn quý vị. Bùi Quốc Việt trước hả? Ai trước quý vị? Ai trước chị vậy? Hoài Hạ hay Bùi Quốc Việt? Hoài Hạ tôi kiếm không được bà. Ờ, à, tôi biết anh bóc nó nhẹ hả, mưa hả? Có rồi nè. Rồi, chia sẻ 27 phút mấy. Ok, bắn cho Hoài Hạ dùm cho Lâm đi. Rồi, Hoài Hạ, để lại số điện thoại trên đây dùm em. Hoài Hạ, bấm lại số điện thoại dùm chú Lâm, Lâm bắn tiền liền cho bạn nè. Chặn ông Tô nè. Nói chặn bớt đi nè, chứ để làm gì Tết rồi. Hoài Hạ, ok, Hoài Hạ. Rồi, gửi tiền liền cho Hoài Hạ nha. 50.000 bắn liền như vậy nha, em bắn liền, em lại bắn liền tại livestream như vậy nha. Em xe rồi, ok Hoài Hạ, anh Lâm bắn liền cho em. Nhanh tay lại chân anh chị em là mua để số thoại Coca-Cola là cái nước ồn nhất như vậy nha. Cái nước gì mà tao đã vừa nghe là ồn ào liền. Coca-Cola. Tin tin bớt đi tin tin. À, tặng gì danh, bây giờ bắn tiền 50.000, bắn tiền 50.000 liền tay như vậy nha. Thì bây giờ mình để 15-20 phút là mình gỡ cái giùm cho em. Thì lập tức có một cái body cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Nhanh tay lẹ chân Bùi Thanh Tuấn, cảm ơn quý vị rất nhiều. À, cái đầu anh mắc cường hả, trời đất ơi. À, xin chào mọi người. Rồi, gửi bắn tiền qua cho Hòa Hạ gì đây. Em làm tính ra máy chủ như vậy nha, có người nói đổ tú trước nữa kìa. Rồi, nạp thành công rồi nha chị Hoài Hạ ơi. Rồi, nạp thành công rồi nha, nhận tiền báo cho anh Lâm nha em ơi, cảm ơn em. Rồi, nhanh tay lại chân, bỏ chặn Khương Phạm đi hả? Ờ, anh la quá hả, kệ tôi đi. Rồi, chặn hồ lui giùm anh kìa. Rồi, bây giờ em sẽ tắm cho gì coi nha. Bây giờ em tắm ra cho gì coi, cực kỳ ok luôn. Đó, cái bồi sen gì nha. Đó, mình tắm ra những gì nha. Lộn Hoài hả? Đỗ Tú trước đã nhận được tiền hả Hoài hả? Ok cho Hoài hả nha. Bán gì Lâm, bán tấm trắng e skin skin như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân. Anh chị em nào mua hàng comment liên tục giùm cho em như vậy nha. Rồi, Bùi Mạnh Linh ơi, comment lại em kia nghe. Bùi Mạnh Linh ơi, Bùi Mạnh Linh ơi, comment lên giùm Lâm như Bùi Mạnh Linh nha, có gì không? Và khi mà mình tắm trắng như này thì da mình sẽ cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Ví dụ như chị em nào mà đen quá, chị em nào cần sử dụng sản phẩm này để số điện thoại giùm cho em. Ok, Khương Phạm, Duyên Giác, chào Duyên. Anh Lâm ơi, anh Lâm đây. Và điều đặc biệt là cái dòng sản phẩm này chúng ta có thể tắm mặt được nhau gì nha. Đố tiếp đây Lâm lần này hả? Ok, ghi bộ lên giùm anh đi. Đây là sản phẩm từ Hàn Quốc 100% nha mấy chị ơi. Có giấy công nhận hết rồi cho nên cả nhà mình sử dụng rất an tâm nha mấy chị nha. Cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Để số điện thoại giùm cho bên em thì bên em sẽ alo cho vậy mấy đứa chữ Lâm trên Lâm lóc hết mấy em ơi. Sao nhận được tiền anh ơi? Nguyễn Hoàng ơi, em đâu có được đâu mà em nhận tiền là sao cưng? Bây giờ gạt mình gạt mình lưng qua quên. Quý vị thấy không? Khi mà mình tắm ra cái làn da mình cực kỳ trắng như vậy nha, cái này mình tắm hết body giùm cho em thì làn da của mình rất là trắng mịn màng. Gần tới cái nơi rồi, anh chị em nào mà đi biển đi đó mà cái cần cái dòng tắm trắng thì anh tay lại chân hãy đến với em như vậy nha, rất là ok luôn. 490.000 đây em giờ sức mặt cho gì coi nha, em sức mặt cho gì coi. Dạ, một chai là 490.000, một bộ là 1.470.000, gồm hai chai kem body và hai chai sữa tắm trắng nha mấy chị nha. Cực kỳ trắng quý vị. Cái này là em mở ra tại vì nó bị dính đùm lum lạ, em phải làm gì cho nó nhanh như vậy nha. Mình tắm mặt cực đã mà cái chai bình thường như thế này, đây là tắm trắng air skin là 490.000, là cái loại tắm trắng một lần quý vị nha, tắm trắng một lần mà cái là chai tắm hàng ngày mà có thể để trong toilet đó, mà để trong toilet đồ này nọ đây nè. Tôi quỳnh liên cái chai trảnh cho người ta coi nè. Đó, lúc nào em để trên trảnh cho người ta coi gì đó. Quý vị thấy không? Đó, cái chai trên cùng quý vị, chai trên cùng quý vị thấy không? Đó, lúc nào nhà em cũng có chai này hết trơn trọi như vậy nha. Cực kỳ ok mà tắm đã lắm vậy, mình tắm rất là đã luôn. Lâu lâu các em tắm trăm rê tắm mặt đó. Lâu lâu các em tắm mặt quý vị, tắm mặt á nó tẩy cái bầu chết lại mình đánh phấn nó ăn lắm vậy. Đó, đánh phấn ăn lắm. Mấy cái vết mà thâm mụn để lại nó cũng ra hết như vậy nha. Hoặc là mình có thể làm sữa rửa mặt luôn nha. Mình xức giùm cho em mà mình nó sai chừng 5-10 phút thì lập tức cái da mặt của mình cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Anh chị em nào mua hàng cứ để số điện thoại giùm cho em. Gì không? Ừ, miêu đó, mình so lên giùm cho em như vậy nha.
rất là trắng, rất là ok luôn. Nhanh to lẹ chân xe lên kim giùm cho em đi mọi người ơi. Đó. Mình xoa lên, nhớ gì nha. Mình sức giùm cho em. Ê, một lần anh tắm giùm chai đúng không? Chết mụn lên rồi. Kêu chị kìa. Nhi tắm với ba không? Không, kêu chị sao? Kêu chị sao? Đây, quý vị xoa lên mặt giùm cho em, xoa lên mặt và xoa trên body giùm cho em, sẽ một làn da cực kỳ trắng. Đây cái dòng sản phẩm tắm trắng AE Skin như gì nha, thì cái dòng này em tắm rất là nhiều rồi, em like rất là nhiều rồi. Và trên mạng đang quảng cáo rất là nhiều dòng sản phẩm của em. Thì bây giờ anh chị em nào cần cứ để số điện thoại giùm cho em là 490.000 của gì nha. Một cái chai này, hoặc là inbox Mùi Mạnh Linh giùm cho em, hoặc là inbox cho em cũng được cho gì nha. Nhanh tay lại chân xe live stream giùm cho em, cảm ơn mọi người rất nhiều, nhanh tay mọi người ơi. Dạ một bộ là 1.470.000 nha chị Lê Hợp ơi. Cả nhà mình mua một bộ sẽ được free ship và tặng kèm thêm một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha. Rồi thì còn chai chơi nữa, cứ để số điện thoại cho em, giờ sẽ gọi đầu cho miếng son gội đầu đây. Bây giờ cả nhà mình ai mà mua lẻ một chai tắm trắng cũng được, dùng thử trước cũng được nha mấy chị nha. Một chai tắm trắng là 490.000 sử dụng được 2 tháng nha cả nhà ơi. Rồi mà cái này nó rất là an toàn đi. Thương hiệu mà nó rất là an toàn như vậy nha, rất là an toàn luôn, mọi người hãy yên tâm giùm cho em và xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Trời ơi, lát em đi chơi, lát đi nhậu gì ơi. Phải gọi đầu đồ này nọ như gì nha. Đó. Gọi đầu thật là sạch sẽ, thật là thơm lừng như gì nha. Anh chị em nào mua hàng cứ để số điện thoại giùm cho em. Đó, cái là mình vừa làm sữa rửa mặt, mình vừa làm tắm trắng cũng được luôn. Và đặc biệt là trị mụn lưng cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Ví dụ anh chị em nào mà bị mụn lưng mà cục thì danh phai lẹ cho giùm cho em. Tự nhiên bây giờ em nhớ cái câu mà trong cái câu chuyện cũng tích đó quý vị. Chị ơi, chị lặn cho sâu, kẻo về mẹ mắng. Ủa phải không? Phải không? Chị ơi, có hợp thì hợp thật sâu, chứ hợp lâu ngày bị chết đuối không phải à? Kéo bình luận qua bên. Câu gì quý vị? Câu gì mà cứ con cá nó nói con tắm quý vị? Chào anh Lâm, dạ chào Bí Tẻn, Cái câu gì em quên rồi. Chị ơi, chị hợp thật sâu, chị mà hợp lại lâu bị té. Cái gì câu gì quên rồi? Một chai lông Linh Mu Skotuku. Chị Linh Miu, ok Trần Quy số thoại. Anh chị em nào mua hàng để số thoại giùm cho em. Và đừng em không bán cái gì nha. Liên hệ với Bùi Mạnh Linh giùm cho em. 490.000 chai, cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Thì anh chị em nào mua để số thoại giùm cho em. Kim Huệ Nguyễn cảm ơn vậy. Giá đầu hả? Ủng hộ đi nè. Trắng trần, chào chị Trắng Trần của em. Dạ phù hợp cho mọi loại da nha hết chị nhà ơi. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha. Đúng rồi, sạch sẽ thơm tho nó có người yêu với chị nha. Thì anh chị em nào loại này hình như bình thường là 1.470.000. Dạ đúng rồi, một bộ nó gồm 4 sản phẩm, một chai tắm hàng ngày, một chai tắm một lần và một chai body ban đêm và một chai body ban ngày. Trị giá của nó là 1.470.000 nhớ gì nha. Anh Lâm Cute ha, cảm ơn vậy. Chặn thằng Hoàng hứa giùm cho anh luôn. Ok Lô Tâm cảm ơn vậy. Đầu chị bị nắm, chị hợp cho sâu hả? Nhỏ bị cứa đầu hay gì? Đầu chị nắm. Phải không? Một bộ bao nhiêu? Một bộ gồm 4 sản phẩm là 1.470.000 cái gì nha. Thì cho anh tay lẹ chân giùm cho em. Anh Lâm lầy quá hả? Có đầu lầy em ơi, trời ơi tắm trắng vui mẹ em. Có thoa lên mặt được không? Dạ thoa lên mặt được cái gì nha, thoa lên mặt được luôn. Nhưng mà em khuyên mọi người đừng có thoa lên mặt giùm cho em. Bởi sao? Em chứng minh mọi người thấy là cái sản phẩm này ok. Và sản phẩm này cực kỳ hiệu quả, chúng ta có thể xoa lên mặt. Bởi vì thấy không? Và khi chúng ta xoa lên mặt thì rất là trắng luôn quý vị, rất là trắng như vậy nha. Em ạ, Thái Lê sử dụng sản phẩm bao lâu mới trắng? Thì sử dụng một lần là da ta lên tông và bật tông tức thời liền. Nhanh tay lại chân ngâm nước hoài không sợ bệnh, không có gì em là trâu mà vậy. Có đâu gì ơi, trời đất ơi em rảnh nguyên ngại vậy. Trần Phương Chiêu, cây Mạnh Hiếu số thoại. Anh chị em nào mua hàng để số thoại giùm cho em gì nha. Nhanh tay lại chân giùm cho em. Dạ cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại giùm em. Cái body ban ngày và body đều là đồng giá 490.000 nha cả nhà. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc 100% nha cả nhà ơi. Cho nên cả nhà mình sử dụng rất là an toàn nha. Cả nhà mình mua một bộ là sẽ được ưu đãi hơn rất là nhiều, được tặng ngay một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha cả nhà ơi. Dạ một chai lẻ là với giá là 490.000. Cả nhà mình sử dụng được 2 tháng một tuần, tắm giùm em 1 đến 2 lần nha mấy chị nha. Một lần mình tắm để khoảng 15 đến 20 phút, sau đó đi tắm lại nước sạch bằng em và giùm em nha cả nhà ơi. À cả nhà mình đặt hàng inbox trực tiếp cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em nha. Quý vị không? Khi mà tắm ra cái mặt của mình rất là trắng quý vị, rất là trắng và sạch sẽ nha. Anh chị em mua hàng cứ để số điện thoại giùm cho em. Mưa rồi mưa hát dù thêm buồn. Giờ mình mấy thuốc rồi? Hả? 40 hả? Lộn nhiều quá vậy? Ít quá vậy? Làm quá mà. À. Giờ mấy giờ ta? 9:40 hả? Cái này bị mụn cái gì? Bị mụn nó bị thâm cái gì? À.
này là xuất xứ từ than tre nha chị nha, than hoạt tính, than hoạt tính 100 trắng nha, xuân hoài luôn, cảm ơn. Lâu rồi găm nước không, bệnh không gì ơi. Xem clip của anh vui game cười nữa hả, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì anh chị em nào mua hàng cứ để số thoại dùm cho em. Dạ, nãy giờ mình đặt hàng anh post trực tiếp cho anh Bùi Mạnh Linh, giùm em được tư vấn nha mấy chị. Có gì thấy không, khi mà mình làm răng mặt mình trắng gì, da mình xài cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng gì nha. Gấu bông số thoại luôn, anh Lâm mới sửa mũi hả, sửa 8.000 năm rồi em ơi. Ủng hộ giùm cho em 24-45 ha, cảm ơn Kim Xuyến nói nhiều như vậy nha. Nói hay quá ha, cảm ơn chị nói nhiều, trời đất ơi. Dạ, người ta thường thường ta nhậu như vậy nha. Còn em lại nhậm tắm trắng thôi. Mình tắm trắng hàng ngày, da mình sẽ đẹp hơn, trắng hơn và sáng hơn vậy nha. Ngâm nước lau bệnh, dạ em không bệnh đâu, em không bệnh đâu mọi người ơi. Anh Lâm đứng dậy múa đi hả, anh có điên em. Bán nợ da trắng hả, ủa chặn Nguyễn Khang giùm anh cái nè, chặn Bảo Trân giùm anh cái nè. Dạ, cái kem body bên em là có cái chống nắng ở trong đó như vậy nha, có chống nắng. Còn riêng đối với dòng tắm trắng này nó không chống nắng như vậy nha, mà nó không ăn nắng cho vậy. Nhưng đối dòng body thì mọi người kết hợp một bộ giùm cho em, một bộ là 1.470.000 quý vị ơi. Trắng thật hả, trời đất ơi, trắng là mê liền như vậy nha. Xem Hà Lâm hay lắm hả, cảm ơn vậy. Inbox nhau kêu Bùi Mạnh Linh. Bùi Mạnh Linh ơi, dạ đây là nước nóng quý vị ơi, nước nóng chứ không phải nước lạnh, cũng yên tâm quý vị. Em được dặn trâu bò như vậy nha, không sao. Chuyên nghiệp giải hả, trời đất ơi, cảm ơn anh Trúc Nhãn. Em là fan anh ơi hả, rồi đừng Châu Phi sức trắng không? Đó nhiều người ta hỏi vui, người ta xéo sắc mà ta xéo sắc vui thì em trả lời hết. Còn ai mà ta nói xéo sắc mà kiểu mà đâm thọt mà cái kiểu mà ta nói vô ăn quá là em chồng chặn hết như vậy nha. Chị Tâm ơi, chị hợp cho sâu hả Lâm, chị kinh thương ghê hả. Khi nào có thập tứ Lâm thì bây giờ trailer đã ra rồi. Và ông em không biết là khi nào mà có cái tập 1 nữa, đó là chị Lâm thương chị ra. Thì em là một trong những cái giai mà hỗ trợ Lâm thương như vậy nha. Thì mọi người thương tình thì nhớ ủng hộ phim Thập Tứ Cô Nương giùm cho em. Ủng hộ nhanh tay liệt chân quý vị ơi. Lâu rồi chưa tâm sự cuối like hả. Trời ơi, không có thời gian em ơi. Quá trời duyên hả, trời đất thôi, em không duyên ai duyên quý vị ơi. Anh Lâm là trai rồi, bây giờ anh chị em muốn ủng hộ giùm cho em ngừng hợp quý vị ơi. Bệnh nó idol hả? Không, idol không bệnh. Idol không bệnh nha con. Đẹp trai quá đi qua hả? Anh Lâm biết múa hoạt không biết em nha. Đó biết. Đó, anh là anh múa được luôn hả? Anh Lâm ơi hả? Đẹp trai phết mà hơi nói nhiều hả? Trời đất ơi, bây giờ em không nói nhiều, em bán đồ mà em không nói nhiều. Ai mua cái vậy? Ai mua? Dạ, cái này lên đây tâm sự cho vậy. Chứ một ngày cái gì thấy không, bao nhiêu người coi em. Thì bây giờ em phải nói nhiều để cho phục vụ cả mọi người. Chứ bây giờ em không nói chuyện thì nó chán trường mà mệt mỏi. Em đang cho con bú có xài được không anh Lâm? Thì đó, mình mới sinh xong 1-2 tháng thì đừng có xài dùm cho anh Lâm. Ví dụ khi mà bây giờ dù con anh tuổi mấy rồi mà nó vẫn bú thì mình vẫn sử dụng được cho em nha. Bởi sao? Ồn ào đã. Anh Lâm dễ thương quá hả? Muốn trắng nhanh thì làm như thế nào đây? Thì cái sản phẩm tắm trắng Ice Skin thì 450.000, ủng hộ giùm cho em như vậy nha. Nhanh tay lệ chân giùm cho em, chặn Nguyễn Quang Hợp giùm cho anh nè. Cảm ơn quý vị rất nhiều, nhanh tay chân đố tiếp đi hả. Trời ơi, nãy giờ chơi mấy trăm ngàn rồi không có tiền nữa mọi người ơi. Bị bệnh có xài được không? Bị bệnh gì em? Ví dụ như em bị bệnh ghẻ thì em xài được em nha. Ê, ok Nguyễn Thị số điện thoại luôn. Nói nhiều mà duyên lắm hả? Em cũng không mua, em không mua nhưng like nào cũng có hết. Trời đất ơi, ủng hộ anh là anh vui em nha. Ủng hộ giùm cho em là em vui rồi. Dương Hồng ngày xưa đấu tàn hả, đúng rồi vậy đây. Tèo 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 tèo. Dương Hồng ngày xưa đã úa tàn, còn tim heo khô đã trở thành trùi. Đó, ủng hộ giùm cho em. Gửi hàng giá ok, đáo hạn ngân hàng, cảm ơn em. Trời ơi, tắm giải nghiệp, dạ má nào mà xui quá. Má nào mà nó giận đen đuổi quá. Bây giờ bói bài đi ha. Bói bài đi, ủng hộ giùm cho em bói cho nè. Em bói cho nè. Ok chị Trần Hoa ơi, để lại số điện thoại giùm em nha chị ơi. Lâm Bảnh hả? Đúng rồi, em là Lâm Bảnh vậy nha. Hãy kêu em là Lâm Bảnh như vậy nha. Dạ. Ủng hộ đi mấy má ơi, ủng hộ giùm tôi đi, tôi ngồi đây tôi mệt quá nè mấy má ơi. Để cho mình đặt hàng inbox trực tiếp cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em nha cả nhà ơi. Hoặc là để lại số điện thoại giùm em trên tay, mua hàng được free ship nha. Bùi Quang Hợp nè. Quảng cáo giùm cái bánh gì á, bánh cuốn 68 của em nhớ hả? Ai ăn bánh cuốn thì liên hệ Bảo Toàn giùm cho em. Trời ơi, quảng cáo không có đồng bạc mấy má, mà tôi thương mấy đứa mà bán bánh cuốn bán này nọ lắm, mấy quỷ nó giàu lắm mấy má. Bao nhiêu tuổi thì xài được? 11, 12 tuổi là xài được. Cái gì ơi, chủ yếu là mình đem cái này cực kỳ an toàn qua viên Mỹ fan của tôi kìa. Nghe tiếng chị nào của chị Trần My hả? Chị Trần My thì quan phúc của chị Trần My em ơi. Cái này thoa lông nách được chuẩn bị chặn, bị chặn là nhanh lên phạm nha. Mọi người ơi, Thùy Trang, cảm ơn Thùy Trang nhiều ủng hộ như vậy. Trời ơi, Xuân ơi, Xuân đã về. Chặn Hà Linh giùm cho anh luôn nè. Anh Lâm thông minh nhất đời hả? Cảm ơn quý vị.
Dung Đào, cảm ơn Dung Đào này, chào chị Duyên quá nơi hả Duyên, thật hộ giùm cho em xe chim xe ơi giùm cho em. Anh mấy chị nghe không kịp hả, trời ơi chuyện bình thường em nghe không kịp. Chúc đình hạnh phúc, dạ chúc mọi người một năm mới thật là vui vẻ cho gì nha, làm đi lắc hóng cái gì, trời ơi phim nó hay cực kỳ gì nha, phim mà tao nói cực kỳ hay, trời ơi bà Đặc Thư đóng gái gì, bà làm gái gì, trời mà nhiều cảnh nóng cảnh mà lên giường rồi này nọ, tao nói này nọ là bà đóng xuất sắc. Nam Thư đóng xuất sắc như vậy nha, em nói thiệt mà em chăn dắt bà Nam Thư, em là má mì khu chợ tình như vậy nha, là em chăn dắt bà Nam Thư. Mà cái phim này em nói gì là tao nói ra cái là hú hồn vậy, ra cái hú hồn thập tứ cô nương, trộn nói cái cuộc đời trưng chiên của bà, em kể hồi ra hết phim cái bà quýnh em luôn, tự nhiên bà quýnh em luôn nha. Em kể cái gì nha, bà Lê Giang, chị Lê Giang, Hồng Phượng, chào Hồng Phượng. Lê Giang là mẹ của chị Nam Thư, là hai mẹ con nghèo lắm, nhưng mà chị Lê Giang đó là bà là bà đánh bài, bà đánh bài những gì nha, bà đánh bài. Là chị Nam Thư bà đi làm gái và bà nuôi mẹ nha. Trời ơi mà vô làm gái ai chăm chắc quý vị, ai làm đi lắc đi lắc là em nha. Một chai bao nhiêu, kể chuyện thì cái chuyện nha, em mua hàng thì cũng nhớ ủng hộ giùm cho em nha. Mụng chơi bị mụng chơi, phim gì danh hả, phim gì danh, đó chính là phim thập tứ cô nương bao nhiêu hôm nay hả, trời đất ơi cảm ơn vậy. Rồi anh chị em mua hàng ủng hộ giùm cho em, phim chiếu rạp trên YouTube, đây là phim YouTube. Nhưng mà tiền tỷ gì nha, đầu tư tiền tỷ em nói gì đâu hay lắm quý vị ơi. Cảnh trí mà bố trí làm gì mà ngồi trong đó, em đang tắm quý vị ơi, em đang tắm tiên thì mọi người ủng hộ giùm cho em, ủng hộ Nam Cute nè hả, cảm ơn vậy. Đứng lên quẩy rồi hả, không có điên em ơi, không có điên. Thùy Mùi, chào Thùy Mùi nè, nhanh tay chiếc xe chim ủng hộ giùm cho em mọi người ơi. Gì con, hồi nãy cái ai mà chưa vô thì chưa thấy con chim này của em đúng không, trời đất ơi em ngồi em thiết kế cả mũi quý vị ơi. Rồi ủng hộ giùm cho em cái gì nha, cái này trắng lắm, ai mà xài là biết cái sản phẩm của những gì nha, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả luôn. Mụn cái gì ơi, hứa mình đạt phim nào cũng có bảy gà hả, trời ơi hứa mình đạt nó sắc nhau gì nha, hứa mình đạt là bảy gà, hứa mình đạt là cái khu gì em quên rồi, khu chợ cá chợ rau gì đó, có khu chợ xanh nè, khu chợ cá nè, rồi khu chợ gạo nè, rồi khu chợ tình nè, chợ tình là em quản lý nhau gì nha. Phim có mấy tập hả, phim nhiều tập em ơi, phim trăm tập em ơi, phim tên như là phim cũng do tám tuổi đó em. Chào đất cao thứ cưng hả, ok bé Đào ủng hộ giùm cho anh. Có bán chim không hả, chim này mua 70 ngàn, 70 ngàn chim cái gì nha, hát đi Lâm hả, cảm ơn vậy. Ôi trời ơi ủng hộ giùm cho em, anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mang, khi nào công chiếu thì sắp công chiếu rồi. Hello mọi người, ở đâu đâu chim hả, trời đất mới mua đây em mới thiết kế đó. Anh Lâm tắm trắng luôn chim hả. Chào con, chào Trúc My, chào mọi người. Không có bị trầm những gì nha, không chờ gà thì đúng rồi. Phim này nè là có em nè, chị Nam Thư nè, chị Lê Giang nè, anh Lê Nam nè, anh Chí Tài nè, anh Hứa Minh Đạt nè. Chào em cái coi hả, cảm ơn vậy. Tắm một lần là lên tông rồi, một lần thôi là da chúng ta lên tông những gì nha. Tàn nhang tôi mờ tàn nhang luôn, ví dụ ai mà bị tàn nhang, ai mà bị mà mụn mà thâm mụn như em nè, đó đã sẽ mờ hết như vậy nha, mụn lưng nó cũng mờ luôn. Hello mọi người, chào anh Lâm Lắc, ok ủng hộ giùm cho em. Đúng rồi, con chim nó làm tổ trên đầu của em đủ gì ơi, con chim nó la rồi, mọi người có nghe rõ em nói chuyện của mùi gì ơi, không bệnh đâu em ơi. Chào đất ơi, hứa mà đạt phim của Quách Ngọc Tuyên cũng khu chợ gà, đúng rồi ổng mê gà lắm vậy, hứa mà đạt là mê gà như vậy nha. Viêm năng lông có hết không, không em ơi, cái gì là trị cái đó thôi, này chi dòng tắm trắng em ơi, một chai tắm được mấy lần thì một chai làm gì nghĩ coi, nó bằng cái bình thủy người ta, nó bằng cái bình thủy như vậy nha, rất là bự luôn, thì mình tắm rất là lâu luôn. Chim bự quá hả, chim lận chim của em như vậy nha, chim cưng. Chim gái to quá hả, quỷ chim mà im chim, trời đất ơi chim la quá vậy ông, quỷ chim mà la quá vậy. Sản phẩm chắc bao nhiêu và 490 ngàn cái gì nha, ai mua thì liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Cái này thì em không có bán, rồi tâm sự vậy thôi, tết như thế nào thì em ngồi tâm sự vậy thôi. Mới đây anh bài thua quá cái đầu em, ố chim chim anh bự quá vậy, chặn hàng thêm Vũ Nguyễn giùm anh nè, một hộp 490 ngàn, không đố nữa hả, đố nữa quý vị, có ship ở nước ngoài không hả Mạnh Linh ơi, có ship nước ngoài không, trời em nói chuyện mà em cố gắng mà em nó lớn hơn con chim em mệt luôn quý vị, chim ồn quá hả, ồn không. Ồn quá quý vị, chim ồn không? Bạch mẫu của chim nè hả? Nhúng nước chim nha, em nhúng nước cho chim như vậy nha. Giờ lên 6 ngàn em nhúng nước chim cho chị coi. Lên 6 ngàn đi em nhúng nước chim cho chị coi.
da mà ngâm quá chia sẻ giùm em cái, chia sẻ rắc hồng công anh không em ơi, trong cái vòng anh giọng châu em ơi, cái thanh quản của anh là cái thanh quản biển đồng rồi em ơi. À, chừng nào anh nghỉ like hả? À, mấy phút nữa? 5 phút rồi. Ủa hết rồi hả? Ồn quá nơi hả? Ồn quá hả? Ok, em tiêu diệt con quỷ cái chim này. Chết đi con chim, chết đi con chim, nó chết rồi. Ừ, hơi ồn anh ha hả? Ờ, ủng hộ giùm cho em. Bây giờ sẽ bán tiếp như vậy nha. Anh chị em nào cần tấm chắc e skin này liên hệ giùm cho em trong tại livestream này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì đây là cái chai, đây. Một cái chai là 490.000 cái gì nha, 490.000 cái chai bự như thế này. Thì chúng ta xài rất là lâu, ví dụ ngoài thị trường một cái bịch chúng ta tắm lần thôi nó đã 100.000 rồi, nó đã 100.000 cái gì nha. Còn cái chai này nó bự như một cái chai nước tương. Và trên mạng cái gì thấy không, em quảng cáo rất là nhiều dòng sản phẩm này. Chính vì bây giờ mọi người yên tâm dùm cho em, và đặc biệt là cái này có thể xúc mặt được luôn nha cái gì nha. Cảm ơn anh đã dẹp chim hả? Ờ, muốn nhéo cái mỏ ghê chùa, cái mỏ tôi mà nhéo cái gì, ủng hộ giùm cho em chị Bình Yên. Inbox em nha, xin cảm ơn xin rất là nhiều. Đẹp trai đây rồi nè hả, cảm ơn cái gì đó nhiều. Ờ, trời ơi. Đố vui mùng 5 đi hả? Rồi cho một câu đố nữa đi. Câu đố nữa đi mày, điện thoại nè. Câu gì thừa nước đục thả câu. Inbox em lấy 4 chai sữa tắm hả? Ờ, 4 chai tắm thập tích cô nương chỉ có trên YouTube cho anh. Chưa có em ơi, mới có trailer thôi. Mới có trailer mà rần rần rồi đem. Mà rần rần rồi đem nha. Ờ, da nhạy cảm là xài được. Da ai mà bị đen nè, da mà nhạy cảm thì nên xài giùm cho em. Qua Tết anh đẹp trai hả? Trời đất ơi, mặt anh cái mền như em. Trời ơi, nhậu nhẹt tối ngày. Mặt bụng đồ tè le ớn rồi, cơ xuống rồi em ơi. Táo quân ra chưa? Táo quân ra nghe chủ à. Cái gì? Táo quân là giao thừa là có rồi. Con chim làm tóc anh rối quá hả? Cảm ơn gì mạnh lên inbox cho xin giùm cho em kìa. Em đang like báo gì vậy? Em đang làm bay tấm trắng e skin cái gì nha. Mà đây em giới thiệu cái hộp body giùm cho gì đây Nhi ơi. Đây cái hộp body giùm gì nha. Đây cái chai body ban đêm mà chai body ban ngày. Thì bây giờ nếu chúng ta kết hợp được một bộ sản phẩm này sẽ ok hơn nhớ gì nha. À, cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Anh nói vậy mà không đau họng hả? Không, cái họng nó quen cái gì, cái họng nó quen rồi. Em nói quanh năm mà cái gì, bây giờ cái họng nó khỏe lắm, họng nó khỏe lắm cái gì ơi. Trời đất ơi, ngày xưa em uống xăng, uống dầu hôi em phun phèo, không biết nó bị gì chổng hay không mà càng ngày em nói chuyện càng lớn vậy. Cái kia mà nó ồn ào, nó dễ sợ vậy, mình nhận nó dễ sợ, không bao giờ bị đắt họng, không bao giờ bị đắt họng, không bao giờ khan tiếng. Giọng em giờ quen hay cái gì nha. Yêu anh quá hả? Bảo cô te ủng hộ giùm cho anh nha. Cái gì theo dõi bút của anh ủng hộ giùm cho em như gì nha. Dạ. Test sản phẩm xả nước tắm luôn hả? Ờ, xả nước tắm luôn như gì nha. Bây giờ sẽ tắm. Tắm. Đây là sản phẩm tắm trắng 490.000 một chai nha cả nhà ơi. Cả nhà mình mua in box trực tiếp cho anh Bùi Mạnh Linh giúp em được tư vấn nha. Một bộ là 1.470.000. Cả nhà mình mua một bộ là gồm 4 sản phẩm, 2 chai kem body và 2 chai tắm trắng tặng kèm một chai tẩy tế bào chết nha cả nhà ơi. Thì nhanh ba lệ chân ủng hộ giùm cho em 1.470.000 nước ấm quý vị ơi. Cái là em làm xong em đi chơi rồi, em phải tắm trắng rồi sạch sẽ, em phải đi chơi với bạn bè của em thôi. Đó mình tắm nhau vậy nha, mình tắm như là tắm tiên quý vị. Đẹp trai chú ơi, hãy liên hệ một bộ nha, anh đang ở nhà, đúng rồi, ở nhà em ơi, đang ở nhà. Ok, chị Nguyễn Phan Hiền lên một bộ luôn. Ok, Nguyễn Hiền lên một bộ luôn, anh chị em nào mua để số điện thoại cho anh đọc comment mình đang như mình nha. Rồi, bây giờ cả nhà mình đặt hàng chỉ cần inbox trực tiếp cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em được tư vấn nha. Còn cả nhà mình muốn đặt hàng nhanh nhất là đợi mà số điện thoại hotline của anh Bùi Mạnh Linh em đã ghi mơ dưới nha cả nhà ơi. 490.000 một chai là một chai mình sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha. Một tuần tắm giùm em 1 đến 2 lần nha cả nhà ơi. Rồi mà cái này tắm rất là trắng như vậy nha, khác với những sản phẩm thông thường khác, ví dụ sản phẩm không lượng là sao nóng vậy. Ê, cái gì là nóng, hiểu hiểu rồi. Trộn lắc cho em thành con heo quá vậy. À, anh đẹp trai quá hà, cảm ơn vậy. Còn mấy phút tắt like vậy, mấy phút nữa Quỳnh. À, 14 phút nữa. Đúng không vậy, đúng giờ nha. Đúng. Thấy nước nó đục lắm được kìa hả, nước này là cái nước mà nước đục của em. Ừ, nước đục của em, nước lèo của em nó đục như vậy nha. Dạ, mai có like vậy? Đó. Mai mới like 11 giờ 12.
quên ăn nè. Ngu dịu số thoại luôn, xong 1 giờ đi. Như giờ các bạn chạy đến răng của người ta như giờ. Nghe mai mới like. Mai 1 like chưa như gì nha. Ok, hát bài của anh đi nha. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Mấy nay cậu thấy ông buồn ghê hả? Dạ, em đang ở trong nhà như gì nha. Em đang trước cổng nhà anh hả? Ok. À trời, ông Ngọc Quyền ở đâu trước cổng nhà tôi vậy? Đó, mình tắm như vậy nha. Nhớ cái dòng sản phẩm tắm trắng như vậy nha. Đây, tắm trắng AE Skin như vậy nha. Rất là trắng, cực kỳ ok. Và cực kỳ trắng của mọi người luôn. Nhanh tay lại chiên, cần tắm một lần thôi là chúng ta sẽ có một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Nhanh tay lại chiên đi mọi người, mọi người, mọi người ơi. Mọi người cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em cả nhà ơi, 490.000 một chai. Đây là sản phẩm tắm trắng của Hàn Quốc nha mấy chị nha. Và nam nữ nó đều sử dụng được hết nha cả nhà ơi. Và không những là tắm trắng mà cái sản phẩm này có thể trị bụng lưng được luôn nha. Nó trị bụng lưng cho mọi người luôn. Nhanh tay lại chân đố con cuối lên ơi hả. Trời đất ơi, chúc nhanh mới vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Nổi bụng rồi, thương quá. Cảm ơn em Vinh Trần, chào Vinh Trần. Đố nữa đem Dương Lâm Đồng Nai hả. Nước quá đục rồi, bây giờ em không biết xả cái nước này ra sao luôn. Thì em ngồi lại trong đây gì ơi, mà cái nước nó đang nóng tới nhau gì nha. Anh Lâm tâm hình nha hả. Em quay cuồng trong mơ hồ mà chọn nước tắm quá vậy, nó đã lắm vậy. Em khoái tắm vậy nhà em, này là cái đồ cái bồn tắm của em nha. Mẹ em mua cho em. Ngồi tắm sương mỏng đi hả. Ngồi tắm sương mỏng chúng chó ăn chi mà đòi. Mọi người ơi, mọi người ơi, ủng hộ đi mọi người ơi. Mọi người ơi, xin lấy xe chìm giùm em. Mọi người ơi, xin lấy xe chìm giùm em. Mọi người ơi, xe chìm, mọi người ơi, xe chìm, xe chìm. Đi em đi mọi người ơi. Hòa My được tắm biển hả? Thôi bây giờ em cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Thì bây giờ anh chị em nào mua sản phẩm tắm trắng Air Skin thì liên hệ với Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Em chúc mọi người một năm vui vẻ. Ngày mai mùng 6 rồi chắc các người đi làm rồi đúng không? Chúc mọi người làm việc vui vẻ. Mọi người ơi, bye bye mọi người. Chào và hẹn gặp lại.